Ngày 14 tháng 9 lễ suy tôn thánh giá. Ngày hôm nay 14 tháng 9 hàng năm, chúng ta nói lên sự biết ơn và lòng yêu mến Đức Giêsu qua sự tôn trọng thập giá. Trước đây thập giá từng là biểu hiệu của sự tủi hổ. Các tử tội được chết chém đó là một ân huệ vì được miễn cho sự sỉ nhục. Khi bị treo trên thập giá, Đức Giêsu đã thi hành mọi sự để đem lại sự cứu độ cho chúng ta. Ngài đã chấp nhận sự đau khổ thập giá, đau khổ dẫn đến tủi nhục. Thập giá trở nên dấu hiệu thiêng liêng của Kitô giáo. Khi thập giá có mang tượng Đức Giêsu, thập giá đó trở thành thánh giá. Chúng ta treo thánh giá trong nhà hay đeo trên người để nhắc nhở rằng vì chúng ta mà Đức Giêsu đã phải hy sinh. Trong nhiều thế kỷ, di tích của cây thập giá đích thực được Kitô hữu quý trọng. Người ta tin rằng vào năm 629, dưới thời hoàng đế Heraclius thứ nhất, những người Ba Tư xâm chiếm Jerusalem và lấy mất phần chính của thánh giá thật mà thánh Helena, mẹ của hoàng đế Constantine, đã để lại. Heraclius nhất định chiếm lại thánh giá này. Ngài cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ và nung nấu lòng can đảm. Quả nhiên lời cầu xin của vua đã được Chúa chấp nhận. Ngài đã đánh bại được quân Ba Tư và trở về Constantinople giữa tiếng reo hò của dân chúng. Với những cành ô liu, những ngọn đuốc cháy sáng, thánh giá thật của Chúa đã được tôn vinh trong bầu khí khải hoàn. Hoàng đế tràn trề vui sướng muốn trở về Jerusalem với thánh giá này sau 14 năm lưu lạc. Nhà vua long trọng tiến vào thành thánh, nhưng trước khi lên núi sọ, ngài đã không thể bước đi được nữa, khiến cho mọi người đều kinh ngạc sợ hãi. Giáo trưởng Zacharie hô lớn: "Tâu đức vua, chắc chắn phẩm phục của đức vua không xứng đáng với cảnh nghèo nàn và khiêm nhượng của Chúa Giêsu khi vác thánh giá." Heraclius vội cởi bỏ mọi phẩm phục sang trọng và thay vào bằng bộ quần áo nghèo nàn. Tức thì nhà vua cất bước một cách dễ dàng, và để tỏ ra sự khải hoàn, Chúa đã ban nhiều phép lạ cả thể trong ngày ấy. Từ đó lễ kính thánh giá Chúa Giêsu được lập ra để nhắc nhớ cho các thế hệ kỷ niệm này. Nhưng trước cả thời gian đó, Kitô hữu đã tôn kính và quý trọng thập giá, và lễ suy tôn thánh giá được các Kitô hữu tại Roma cử hành vào cuối thế kỷ thứ 7. Chữ thập giá cũng có nghĩa những đau khổ trên đường đời. Khi chúng ta kiên nhẫn và vui lòng chấp nhận đau khổ như Đức Giêsu đã chấp nhận thập giá của Ngài, chúng ta sẽ trở nên người vác thập giá như Đức Giêsu Kitô.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của người mà được cứu độ.
Thánh Gioan định nghĩa rằng Thiên Chúa là tình yêu. Thật vậy, mọi điều Thiên Chúa làm đều diễn tả tình yêu. Đặc biệt, sau khi con người sa ngã, Thiên Chúa không những không bỏ mặc con người, nhưng Thiên Chúa đã sai chính con một của Ngài đến thế gian để cứu chuộc nhân loại qua con đường thập giá. Tin mừng thuật lại rằng con người cũng sẽ phải được dương cao, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Nghĩa là Đức Giêsu phải chịu chết trên thập giá để cứu chuộc con người. Đối với người Do Thái, thập giá là hình phạt kinh khủng nhất dành cho những người phạm trọng tội. Chính vì thế, người Do Thái coi kẻ bị treo trên thập giá là kẻ bị nguyền rủa. Kẻ bị chết trên thập giá là nỗi ô nhục. Nhưng đối với Đức Giêsu, thập giá chính là phương tiện để Ngài thể hiện tình yêu cứu độ con người. Cho nên việc Đức Giêsu càng phải chịu nhục nhã và đau đớn trên cây thập giá bao nhiêu thì càng chứng tỏ tình yêu của Ngài dành cho nhân loại lớn lao và cao trọng bấy nhiêu. Với ý nghĩa ấy, cây thập giá đã trở thành cây thánh giá, và cây thánh giá này không phải là biểu tượng của sự chết mà nó trở thành biểu tượng của tình yêu cứu độ và sự sống viên mãn của Thiên Chúa dành cho con người. Thánh giá là điều không thể thiếu trong cuộc sống và không một ai có thể tránh khỏi. Vì thế chúng ta cần phải đối diện và chấp nhận vác thánh giá của mình bằng tình yêu Chúa và tha nhân. Thiên Chúa sẽ không để một ai vác thánh giá quá nặng, nên điều cần thiết là chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta đủ sức để trung thành vác thánh giá của mình mỗi ngày. Như thế, việc vác thánh giá của chúng ta sẽ đạt tới vinh quang. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng con mỗi khi chúng con nhìn lên thánh giá. Từ đó chúng con cũng biết yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân nhiều hơn. Amen.